một bông hoa đỏ dán cửa như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào tất cả mọi người. Để bắt đầu vào làm thì đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì mình đã chuẩn bị một cái súng bắn keo. Nếu mà mọi người không có súng bắn keo thì có thể thay bằng hồ dán hoặc là các loại keo dán nhé. Mình có một cây kéo này, một chiếc bút bi và một chiếc bút chì. Một chiếc con ta. Một cây bút mực và bút màu. Các bạn có thể dùng bằng bút màu nước nha. Không thể thiếu đó chính là cây thước kẻ. Và ở đây mình chuẩn bị những nguyên liệu như là những cái tờ giấy màu này. Mình có màu hồng, màu đỏ và màu xanh lá cây. Đó, bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Đầu tiên mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu đỏ này nha. Đối với cái tờ giấy màu đỏ này thì bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình những cái cánh hoa. Giờ mình sẽ đo kích thước trước này. Cánh hoa ở đây các bạn để cho mình kích thước là 3 x 5 cm, và các bạn sẽ cắt cho mình 5 cánh nhé. Giờ mình sẽ cắt ra này. Sau khi mình đã cắt xong rồi thì các bạn sẽ gập luôn cái phần giấy này lại. Đó, gập như thế này để lát mình cắt cánh hoa nhé. Giờ mình sẽ gập nốt 4 cái còn lại nhé. Giờ mình sẽ cắt nó ra nha. Sau khi mà mình đã gập xong này, giờ mình sẽ dùng kéo để cắt những cái cánh hoa này ra. Mình sẽ cắt như thế này nhé. Sau khi mà mình cắt xong thì mình sẽ được những cái cánh hoa như thế này. Tiếp
Tiếp theo thì các bạn sẽ đi cắt cho mình cái tờ giấy màu hồng này. Đối với cái tờ giấy màu hồng này, các bạn sẽ xoay cho mình một hình tròn. Bán kính là 5cm nha. Mình sẽ cắt ra. Sau đó mình sẽ gắn từng cái cánh hoa này. Sau khi mà mình đã cắt xong rồi thì bây giờ mình sẽ vẽ, dùng một cái bút mình vẽ cái phần xương lá ở bên trong nhá. Đây, mình sẽ vẽ cái xương lá bên trong này để cho cái lá của mình nó sẽ được nổi bật lên nhá. Mình sẽ vẽ tương tự đối với 4 cái còn lại nha. Thì mình sẽ gắn nó lên cái phần màu hồng đấy nhé. Gắn lên mỗi cạnh của cái cánh hoa này. Tiếp theo mình sẽ lấy màu vàng. Mình sẽ cắt nhụy cho bông hoa này nha. Cho mình gắn vào giữa bông hoa. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một bông hoa dán cửa hoặc là để trang trí màu đỏ cực kỳ đẹp và dễ làm. Mọi người thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo.